Thưa quý vị và các bạn, gương mẫu trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảng viên Cổ Như Diệp, bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 thị trấn Bát Sát còn là một điển hình trong phát triển kinh tế, là tấm gương sáng cho bà con trên địa bàn học tập và làm theo. Phóng sự sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với người bí thư chi bộ nhiệt huyết này. Chuyển từ bản Xèo về thị trấn sinh sống, trước đây gia đình ông Cổ Như Diệp chủ yếu trồng rau và một số loại cây ăn quả, nguồn thu không lớn. Đến năm 2017, ông Diệp chuyển sang nghề làm miến đao thủ công. Sau 7 năm gây dựng, ông Diệp đã tự tin làm giàu từ nghề truyền thống của gia đình. Gia đình tôi xác định là đã làm nghề thì mình phải giữ nghề, mặc dù thủ công, nhưng phải sạch, phải đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, lấy làm đầu. Muốn đảm bảo cái chất lượng ngon thì một là bột là phải lấy từ trồng từ vùng cao. Độ thơm của cái miến ý, là nó thơm hơn so với vùng dưới. Trung bình một năm, cơ sở sản xuất miến của ông Diệp cung cấp ra thị trường khoảng 2,5 tấn miến, giá từ 70 đến 100 nghìn đồng 1 kg, thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Từ thành công bước đầu, ông Diệp dự định mở rộng sản xuất gấp khoảng 1,5 lần, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua thương mại điện tử. Ở thị trường này, nếu như đưa sản lượng lên thì sẽ không ăn tiêu thụ hết vì nó nhỏ, đòi hỏi mình phải mở ra. Mở ra thì chỉ có công nghệ số mới mở được, chỉ cần mở cái tài khoản. Ví dụ như anh tôi không quen biết gì nhưng mà alo chú gia đình ship cho tôi 10 cân, 20 cân về địa chỉ đó. Thì sau khi xong người ta nhận được hàng, người ta chuyển khoản rất thuận lợi cho tôi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ông Diệp cũng tích cực vận động các đảng viên và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương. Thì bản thân chúng tôi cũng đang có cái xu hướng và động viên cho con cháu để học tập theo cái mô hình làm miến của thủ công của ông Diệp. Qua những mô hình của ông Diệp thì đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ cũng như các đảng viên trên địa bàn cũng lấy cái mô hình của nhà ông Diệp để làm mô hình điểm để học hỏi, nêu cao cái phát triển kinh tế của hộ gia đình. Thị trấn Bát Sát phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5% vào cuối nhiệm kỳ này. Mục tiêu này sẽ được hiện thực hóa nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân với những đầu tàu gương mẫu như bí thư chi bộ Cổ Như Diệp.